Xin chào các bạn, hiện tại thì Sinh đã đến một trong những ngôi chùa rất là đẹp ở Quỳ Tịnh Biên. Đó là chùa Thiền Viện Đông Lai, hay người ta còn gọi đó là chùa Bánh Xèo. Và người dân địa phương cũng có cái tên gọi đó là chùa Phật Nằm. Bởi vì ở ngôi chùa này, ở phía bên kia có một cái bức tượng Phật Phật Nằm. Mình sẽ cho các bạn xem bức tượng Phật Nằm, nằm ở phía ngoài của ngôi chùa luôn. Đây nha các bạn. Phía sau lưng của Sinh đó chính là bức tượng Phật Nằm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong Thiền Viện Đông Lai, hay còn có tên gọi đó là chùa Bánh Xèo. Bởi vì lý do đặc biệt đó là ngôi chùa này rất là nổi tiếng, đó là bởi vì ở đây có cái hoạt động, một cái nét văn hóa rất là độc đáo, đó là có rất là nhiều Phật tử hàng ngày ở đây tình nguyện, người ta đổ bánh xèo để cho những cái Phật tử khác đến đây cúng và dùng luôn bánh xèo, rất là nổi tiếng. Đây chính là sảnh trước của Thiền Viện Đông Lai, hay còn gọi đó là chùa Bánh Xèo, một cái ngôi chùa rất là lớn ha các bạn. Các bạn thấy xung quanh ở đây, cái khuôn viên ngôi chùa này rất là rộng, rất là lớn. Rất là rộng, rất là lớn và cũng rất là đẹp các bạn, kiến trúc rất là đẹp. Bây giờ mình rất là háo hức để mà tìm hiểu về cái nét văn hóa của những cái Phật tử mà người ta đổ bánh xèo á, cho nên mình sẽ đi thẳng vào bếp luôn để mình làm cái phim về cái hoạt động đổ bánh xèo của những người Phật tử tình nguyện, thiện nguyện ở đây. Thì đây chính là cái nhà đổ bánh xèo nha các bạn. Wow. Đây là một cái nét văn hóa rất là độc đáo ở ngôi chùa này. Thì rất là nhiều Phật tử đến đây cúng viếng, người ta đang cầm sẵn những cái đĩa trên tay để mà tự lấy bánh xèo. Ở phía trong thì đang có những cái Phật tử thiện nguyện, người ta đổ bánh xèo xung quanh để cho các Phật tử khác đến đây cúng và dùng luôn bánh xèo. Một cái nét văn hóa rất là ý nghĩa và cũng rất là độc đáo của ngôi chùa Bánh Xèo này. Mỗi một người ở đây thì xin đếm được là khoảng là 8, mỗi một người là đổ là khoảng 8 cái lò như vậy nha các bạn. Rất là nóng, xin đứng đây quay mình cũng rất là nóng rồi đó. Đây là cái hoạt động thiện nguyện nha các bạn, hoạt động tình nguyện, không có tiền bạc gì cả, hoạt động rất là ý nghĩa. Thì tí nữa Sinh và gia đình sẽ cùng thưởng thức cái món ăn bánh xèo này ở đây luôn. Rất là nóng nha các bạn, rất là cực khổ cho những cái Phật tử thiện nguyện này. Nếu mà không quen thì chúng ta ngồi như thế này là chịu không nổi đâu. Đây là dĩa mà chúng ta sẽ tự lấy để chúng ta lấy bánh xèo bên kia chúng ta dùng. Đây là những cái người phụ tiếp ở chùa để phát thức ăn cho các Phật tử khác. Cái hoạt động mà lấy bánh xèo này là nó ra đời khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm. Dạ, anh làm ở đây là bao nhiêu năm rồi? Thì đó cũng mười mấy năm luôn. Bắt đầu mười mấy năm đến giờ luôn. Từ lúc ra bánh xèo luôn. Dạ, là mình đổ hàng ngày, là mình đổ từ sáng đến chiều luôn ha? Từ sáng tới chiều, ví dụ 5 giờ sáng là mình dọn rồi. Dạ. Có khách thì mình đổ, còn không có thì đổ trễ. Dạ. Giờ nào có khách là mình đổ đó. Giờ nào có khách là đổ. Rồi buổi đến chiều là đến tối luôn không? Có thì đổ hoài, chứ nào hết khách thì đổ. Dạ. Đổ hoài. Dạ. Còn những cái người đậu bếp ở đây thì cũng là làm từ thiện luôn nha. Dạ. Dạ. Một phụ người. Ta nghỉ á. Dạ. À, ta làm tớp xong cái ta nghỉ, có tớp tớp đó, khác vô là. Mấy người dùng hoài đó. Dạ. Nóng quá ha. Em đứng ở trong mà thấy nóng quá, người ta đổ nhiều vậy. Đó, cũng vô cổng ba người cũng hoài, cũng còn mấy người em thấy vô thấy ra nè. Dạ. Đây là anh đầu bếp, anh vừa mới nhảy ra đó ha. Đổ bánh. Dạ. Mà. Dạ.
hoạt động rất là ý nghĩa anh. Em thấy anh tìm hiểu là người ta rất là nói nhiều về chỗ này cho nên em đến đây. Bình thường thì anh thường làm ở đây hay bình thường là mình làm công việc ở nhà riêng ha? Làm suốt đây. Làm suốt ở đây ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều rồi. Cầm đĩa. Củi đây chắc củi đây sử dụng làm bếp đốt rất là cao, một cái nét hoàng hoa. Đây là một dĩa bánh xèo của một Phật tử đến cúng chùa vừa tự tay lấy ra. Mới xin được một dĩa bánh xèo còn nóng hổi rất là ngon. Dạ. Mình nhắc lại là tất cả các hoạt động này ở đây đều là từ thiện hết các bạn, rất là ý nghĩa ha. Đây là cái khu nhà ăn, chúng ta lấy bánh xèo từ phía bên đây rồi chúng ta sẽ qua bên đây để chúng ta ngồi và ăn. Chúng ta ở đây có cái thùng cúng, cái thùng cúng tam bảo, chúng ta có thể tùy hỷ chúng ta quyên góp để chùa sử dụng để mà làm bánh xèo lại cho các Phật tử dùng. Hôm nay là mùng 4 Tết cho nên là rất là đông Phật tử đến chùa này để thăm viếng cũng như là để thưởng thức cái món bánh xèo của thiền viện Đông Lai. Thì ngoài bánh xèo ra ở đây còn có cơm nữa nha các bạn, cơm chay. Ở đây người ta còn làm từ thiện về việc là ấy cơm chay nữa ha. Rất là nhiều Phật tử đang làm thiện nguyện, góp phần làm tốt đẹp cho đời những cái người anh hùng thầm lặng đối với xã hội.